mặt Bảo Yến, đây là dòng máy ép cắm viên Takeo TK180 đang được khách hàng tin tưởng và sử dụng rất nhiều. Máy sử dụng để ép cắm thành viên với nguyên liệu là khoai, ngô, sắn, hạt lúa, vân vân để cho ra những hạt cám với kích thước là từ 3, 4, 6mm. Máy có thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng nên sẽ phù hợp sử dụng cho các trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, và sử dụng dòng điện 220V phù hợp cho các loại điện của gia đình tại Việt Nam. Bây giờ hãy cùng theo Bảo Yến khám phá sức mạnh của dòng máy Takeo TK180 này nhé. Những viên cám được ép ra từ nguyên liệu cám, rau muống và hạt ngô vỡ. Các bạn có thể điều chỉnh được cái cám ngắn hay dài. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái cục ở phía trước của cái phần máy. Và cám ra to hay nhỏ thì chúng ta có thể thay các mặt sàn tùy vào nhu cầu sử dụng của bà con. Nếu bà con muốn sở hữu một cái dòng máy này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình. Còn bây giờ Bảo Yến sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào.